Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Huỳnh Chí Thành, sinh năm 1979, trú tại phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên và Huỳnh Tiến Đạt, sinh năm 2005, con trai của Thành để điều tra về hành vi giết người. Đạt và Nguyễn Phúc Huy, sinh năm 2002, trú tại phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên có mâu thuẫn với nhau trên mạng xã hội. Tối 25 tháng 8, sau khi đã uống rượu, Đạt hai tin bạn gái xảy ra mâu thuẫn với bạn gái của Huy trên mạng xã hội nên Đạt nhắn tin hẹn gặp Huy giải quyết. 15 phút sau, Huy mang theo một con dao bấm đến nhà Đạt. Tại đây, Huy dùng dao đâm hai cha con Đạt gây thương tích. Còn Huy bị hai cha con Đạt dùng dao tự chế chém nhiều nhát tử vong tại hiện trường. Công an huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Đỗ Thị Đào sinh năm 1958 và Lê Thị Phân sinh năm 1999 cùng chú xã Bình Phú huyện Châu Phú để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Không đồng tình với giải pháp của Ủy ban Nhân dân huyện Châu Phú trong quá trình thi công cầu canh 12 thuộc ấp Bình Cuối, xã Bình Phú, người thân trong gia đình ông Đỗ Văn Phước, hộ gia đình có liên quan đến dự án xây dựng cầu đã kéo người tới ngăn cản lực lượng chức năng thi công. Đặc biệt, Đỗ Thị Phượng, con gái ông Phước, cùng con gái là Lê Thị Phân đã dùng nước sôi và rẻ tầm răng đốt ném vào công nhân và lực lượng công an có mặt tại hiện trường. Công an huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai đã bắt giữ nghi phạm cướp xe ôm chỉ sau 2 giờ đối tượng gây án. Đối tượng là Tần Láo Tả, sinh năm 1995, chú tại xã Giền Sáng. Tại cơ quan công an, đối tượng khai vì không có tiền tiêu nên nảy sinh ý định cướp xe ôm. Đối tượng thuê ông Hoàng Văn Sinh, sinh năm 1963, trú tại xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai, trở vào xã Nậm Trạc. Tới đoạn đường vắng, tả đã khống chế cướp chiếc xe của nạn nhân, sau đó bỏ trốn. Để trốn tránh lực lượng chức năng, đối tượng tháo biển số xe và cặp gương vứt vào bụi cây ven đường, sau đó quay về hướng thành phố Lào Cai tuy nhiên khi di chuyển tới địa bàn xã bản vược đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ